Trong khoảng vài thập kỷ gần đây thì việc tiêm chích làm đầy ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, giúp trẻ hóa và chỉnh sửa các khiếm khuyết trên khuôn mặt. Và đây là một trong những kỹ thuật mà các khách hàng làm đẹp rất là ưa chuộng bởi vì đạt được hiệu quả ngay tức thì sau điều trị và không cần phải có thời gian nghỉ dưỡng. Và trong số các loại chích làm đầy hiện có trên thị trường thì sản phẩm chứa axit hyaluronic được sử dụng nhiều nhất, nhờ có tính tương hợp với da, khả năng tạo hình tốt và nhất là có thể tăng theo thời gian nên không tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể. Ngoài ra thì axit hyaluronic là loại chất làm đầy duy nhất có thuốc giải hyaluronidase để sửa chữa những kết quả không mong muốn và biến chứng khi tiêm chất làm đầy. Nhờ có hyaluronidase mà các bác sĩ yên tâm hơn khi sử dụng chất làm đầy chứa thành phần axit hyaluronic để điều trị cho bệnh nhân và làm đẹp cho các khách hàng. Tuy nhiên thì trên thực tế chúng tôi gặp nhiều trường hợp biến chứng do tiêm chất làm đầy axit hyaluronic không có rõ nguồn gốc xuất xứ, dù sử dụng hyaluronidase thì cũng không thể làm tiêu đi khối chất làm đầy đã tiêm cho bệnh nhân được. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng những loại chất làm đầy này chứa thành phần khác ngoài axit hyaluronic. Và điều này sẽ được chúng tôi chứng minh qua thí nghiệm như sau. Trên tay tôi có hai loại chất làm đầy mà thông tin trên sản phẩm có cùng nồng độ axit hyaluronic và số lượng liên kết chéo. Loại thứ nhất là một chất làm đầy axit hyaluronic đã khá quen thuộc với các bác sĩ da liễu thẩm mỹ, có giấy phép và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Loại thứ hai là hàng xách tay, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mặc dù trên nhãn ghi thành phần là axit hyaluronic. Và bây giờ thì tôi sẽ dùng hyaluronidase để thử làm tan hai loại chất làm đầy này nhé. Sau khi cho ra đây mỗi loại khoảng 0,2ml, thì chúng tôi nhỏ cùng một liều lượng hyaluronidase vào mỗi loại. Có thể thấy rằng loại thứ nhất rất là dễ dàng tan khi gặp hyaluronidase, nghĩa là trong thành phần có chứa axit hyaluronic. Còn trong khi đó thì loại thứ hai vẫn không thay đổi khi gặp hyaluronidase. Có thể thấy là sản phẩm này có chứa các thành phần khác ngoài axit hyaluronic. Như vậy, với thí nghiệm đơn giản này, một lần nữa cho chúng ta thấy tác hại của các loại chất làm đầy không có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng đang trôi nổi trên thị trường. Bên cạnh những tác hại do cái việc mà không đạt chuẩn của một chất làm đầy, thì khi xảy ra các biến chứng, chúng ta cũng không thể nào sửa chữa bằng hyaluronidase.